Hello, xin chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới mạnh phơi giỏi nha các bạn. Nay mình quay video của em trưa bếp này các bạn. Đó là con bò của mình. Ê, quê. Nghe này. Thì mình ra mình quay nó em chiếc bếp thử ao có cá rồi, ao cá nấu rồi hả, ao cá bếp này các bạn. À, là ông nho giọt nha bạn, tứ như nho giọt ạ. À, tía hai bên nè. Gì ông hê? Làm gì đấy? Trời đánh nha mà ở dầu rồi. Quay lên lại coi, quay mặt lại coi. Quay mặt coi. Tay chút chiều quá à. Hả? Chưa thèm không? Đánh không? Chứa một đường hả bà Loi ơi? Một đường này. Hai đường dày lắm. Một đường hả? Nè. Đó, một đường hả? Đó, là chọc lỗ em bạn. Chọc lỗ rồi bỏ xuống nha. Anh này chọc lỗ ra rồi bỏ bếp xuống. Em nó chọc lỗ này. Đó, chọc khẩu hàng nhá. Khẩu khai hàng gì đó. Vê. Chọc lỗ ạ. Giờ đây dùng rồi mọi người. Ra cái kéo ra nha. Giờ bị nho giọt bị gặp rồi bạn. Kéo ra. Đó. Đó, ông nho giọt rồi vậy. Chị bếp tứ nho giọt. Đó, ông nho giọt này. Ông nước này. Còn hoàn trang em lắp bỏ ra lắp đó. Bye.
Mình xin kết thúc video rồi các bạn.